giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV 7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, các đợt bệnh cấp hen suyễn, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) làm bệnh tiến triển nặng hơn, biến chứng thành suy hô hấp. Số lần tái phát đợt cấp càng nhiều thì nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân và ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân sẽ ngày càng cao. Và thưa quý vị, trong chủ đề ngày hôm nay đó là giảm đợt cấp viêm phế quản mạn (COPD) và biến chứng suy hô hấp thế nào. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả điều trị. Kính chào Phó Giáo sư ạ. Xin chào Thanh Phương, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trước tiên xin được kính mời Phó Giáo sư và quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình nhé. Vậy, bớt cơn ho thôi. Lại cái tủ rổ lại chìm á. Hết rồi chị Phụng ơi, còn nào trơn á, hết. Nó nghe nè, thuốc trụ sinh đâu phải kẹo đâu mà chị uống gì mà uống dữ vậy. Thì mình bệnh phải uống chứ sao. Em rảnh em đi ra ngoài tiệm thuốc, em nói em mua chị thuốc kháng sinh đi. Mua mạnh đô hơn, cái đô này nó yếu á, nó không có xi nhê gì hết. Nó nghe nè, thuốc kháng sinh mà chị uống nó riết á nha là nó giống như nó lờn thuốc vậy chị. Chị uống xong chận tận bị lợi à. Mà uống thời gian là bao tử là không có im đâu, uống vô nghe cùng cồn bao tử. Đúng là uống thuốc vô nó bớt chút rồi cái nó cũng bị lại. Bao tử thì nó khó chịu, nó râm ra mà người nó mệt mỏi quá à. Xong rồi sót ruột cái mình phải ăn cái gì vô cho nó đỡ khó chịu lại. Riết bị luôn cái ghế luôn, chuyện đi khám bác sĩ. Ho nó kéo dài thôi chứ có cái bệnh gì đâu mà đi khám bác sĩ thì tốn kém, rồi cái chuyện như lòi ra bệnh này bệnh nói cho mình mệt nữa. Bớt nó dướng ở đây hay gì? Đúng rồi, nghĩa là đàm ở đây nè đó, mà mình ho để cho văng cục đàm ra mà nó cứ dướng ra không? Bởi vì nó làm nó có chịu hướng này qua tủ mày đâu vậy bà? Tại vì ở bên nhà ngủ cũng không yên giấc lắm. Tại sao lắc mắt vậy, không ngủ yên giấc? Tại vì chị cứ ho hoài. Kỳ chị ho mà ủa lây bên em luôn hả? Lây chứ chị, ho quá trời ho. Trời, uống quá trời uống lận rổ vậy là bây giờ là hết rổ rồi đó. Cái đô này nó nhẹ lắm, nó nói Hương này chút nữa rảnh á đi ra tiệm thuốc tây mua cái đô mạnh hơn. Chị uống vậy là không có được, chị uống mấy cái chiết xuất thảo dược của em nói chị đi. Chiết xuất thảo dược nhầm nhò gì, cái đó còn nhẹ đô nữa nè. Thuốc tây uống cả rổ mà không hết nữa, mà uống mấy cái chiết xuất sao mà hết. Em có người bạn nó ho quá trời ho có đàm luôn á, ho mà hở không được, phải nhập viện vì suy hô hấp. Vừa cái ho mà suy hô hấp á, hiểu không, nó qua suy tim, cái như tánh mạng mình nó gần với lại cái chuyện thôi. Thôi bây giờ hỏi bác sĩ được để bác sĩ nói cho mình biết là cái bệnh này nó nguy hiểm đến tính mạng như thế nào để mình có cách, đúng không? Đâu mời bác sĩ. Dạ, thưa Phó Giáo sư, mở đầu cho phần trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời Phó Giáo sư tư vấn cho một lá thư, đó là bác Đinh Thế Vinh, 67 tuổi ở Ninh Thuận ạ. Có hỏi là tôi bị COPD 6 năm nay, mặc dù đã điều trị theo phác đồ của bác sĩ, uống thuốc Nam Bắc nhưng vẫn hay bị tái đi tái lại rất nhiều lần, một năm nhập viện 3-4 lần. Mong bác sĩ chỉ cách giúp tôi kiểm soát bệnh ạ. Đầu tiên hết anh phải chú ý cái cơ địa của mình. Trong mùa lạnh phải giữ ấm, tránh những cái bụi khói môi trường khi đi ra ngoài, phải đeo khẩu trang, hay là tránh cái môi trường mà thuốc lá, hay chính anh là phải kiêng thuốc lá, và trong gia đình mình phải kiêng thuốc lá hoàn toàn. Cái chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện, cái giấc ngủ nó góp phần vào để nó duy trì cái sức đề kháng. Tuy nhiên đôi khi mình tuân thủ hết tất cả nhưng mà vẫn còn những cái đợt tái phát, thì bởi vì đây là một cái tình trạng mãn tính và nó tái đi tái lại mỗi khi có cơ hội. Thì như vậy để kiểm soát nó đó thì cái quan trọng là anh đi khám thường xuyên để người thầy thuốc người ta cho anh cái phác đồ. Bên cạnh đó thì anh có thể sử dụng một số cái loại thảo dược, nó góp phần vào, nó giúp cho giải quyết các cái biểu hiện triệu chứng. Vậy làm thế nào để kiểm soát được những cái đợt cấp và biến chứng của đàm, ho, khó thở COPD ạ? Cái quá trình viêm nhiễm mãn tính này ở cái người bệnh phổi tắc nghẽn đó thường xuất hiện khi có cái điều kiện thuận lợi, từ cái khói thuốc lá cho tới bụi, cho tới bệnh cảnh nền của bệnh nhân, hoặc là các cái yếu tố vi sinh vật tác động, thì cái cơ chế viêm này nó lại tái xuất hiện. Nó sẽ xuất tiết, nó sẽ co thắt, nó sẽ làm cho khó thở, làm xuất hiện các cái triệu chứng như là khó thở, như là khạc, đàm, rãi, đồng thời nó làm cho đau tức ngực. Và các cái đợt viêm này nó được tái diễn thường xuyên trong cái quá trình sống của mỗi người bị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này. Dạ vâng ạ, như Phó Giáo sư vừa mới chia sẻ thì viêm chỉ là hệ quả của biểu hiện sau cùng, và muốn kiểm soát được bệnh thì cần phải kiểm soát được sự cân bằng oxy hóa ở trong cơ thể. Vậy làm thế nào để kiểm soát được những cái đợt cấp và biến chứng của đàm, ho, khó thở COPD ạ? Sản xuất đàm nhiều nè, rồi khó thở nè, rồi ho khạc nhiều, đau ngực, vân vân. Trong cái phương pháp ăn uống hay là cách sống thì người ta sẽ có nhiều cái phương pháp tác động. Bên cạnh đó thì có thể sử dụng những cái dược thảo từ tự nhiên phối hợp với các phương pháp điều trị mà thầy thuốc người ta đã cho cái phác đồ dành cho mỗi người rồi. Thì trong cái dân gian cũng như trong đông y đó thì nó có cái cây lá hen sử dụng cho các trường hợp bị ho, bị khó thở. Thường nó có cái tính mát làm cho lông đờm, làm dịu đi cái kích thích của niêm mạc hầu họng. Trong cái lá hen nó có các thành phần alpha beta amirin, nó tác động vào, nó chống co thắt và chống viêm. Thành phần thứ hai là alpha lipoic acid phối hợp với lại cái alpha beta amirin, nó có cái cơ chế tác động là chống viêm, ức chế hoạt động của gốc tự do và ức chế cái sản xuất ra gốc tự do. Thì cái sự phối hợp giữa cao lá hen, giữa cái alpha lipoic acid và cái N là carnitin, nó vô hình chung nó tạo nên một cái sản phẩm kết hợp Đông Tây y khá là toàn diện để giúp cho ức chế cả hai cái cơ chế gây ra cái bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này. Thưa phó giáo sư, ở chương trình có nhận được một câu hỏi của quý vị khán giả như sau. Tôi có nghe trên bản tin sức khỏe về việc Thư viện Y khoa Hoa Kỳ công nhận hiệu quả hỗ trợ điều trị hen suyễn viêm phế quản mạn của sản phẩm dược có chứa cao lá hen. Tôi đã mua về dùng nhưng mà sau từ 7 đến 10 ngày thì tôi cảm thấy là ho nhiều hơn. Có phải là tôi không hợp với sản phẩm này hay không ạ? Anh điều trị 7 đến 10 ngày nó vẫn chưa giảm đi cái tình trạng ho như anh mong đợi, nhưng mà anh quan sát thấy những cái triệu chứng khác xem nó có thay đổi gì hay không. Ngoài cái triệu chứng ho khạc đờm ra, nó còn có khó thở, nó còn có tức ngực. Thì nếu mà nó chỉ còn cái ho mà nó giảm bớt những triệu chứng kia, cái cao lá hen đó thì nó có tác dụng làm lông đờm, ức chế gốc tự do, chống viêm, thì nó sẽ khuynh hướng là nó giảm viêm từ từ và nó làm lông đờm. Và khi loãng đờm, nó lông đờm rồi dễ khạc thì có thể trong 1-2 ngày đầu nó có thể nó ho nhiều hơn. Nhưng các cái cơ chế khác nó có thể giải quyết được cái sự khó thở của cái người hen phế quản, hen suyễn và các cái tình trạng của khó thở, ho, khạc đàm của viêm phế quản mãn tính hay là cái bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì anh tiếp tục việc sử dụng với anh. Dạ thưa phó giáo sư, vậy thì ngoài việc là chúng ta sử dụng những sản phẩm dược có chứa cao lá hen, được biết là có một cái phương pháp tập thở cũng rất là tốt đối với bệnh nhân. Nhưng đây bác sĩ có thể chia sẻ những cái bài tập thở nào để hỗ trợ giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những triệu chứng khó chịu này ạ? Đối với cái người bệnh mãn tính của đường hô hấp như thế này thì người ta chú ý tới cái việc tập luyện. Cái động tác thứ nhất là chúng ta đặt cái tay lên trên ngay cái vùng của cơ hoành và chúng ta hít sâu, chúng ta phình bụng ra, đẩy cái cơ hoành xuống, hít sâu, hít thêm nữa, cơ hoành nó đẩy xuống, nó giãn nở của cái phế nang ra, nó chứa được nhiều oxy và nó trao đổi oxy vào trong máu nhiều hơn. Sau đó chúng ta thở ra thì cái cơ hoành nó đưa lên, thì cái động tác cơ hoành nó đưa xuống và động tác cơ hoành đưa lên qua quá trình hít và thở ra, đó là một cái phương pháp tập luyện cái phổi của chúng ta. Và làm sao 1 phút đó chúng ta thở có 8 lần tới 10 lần thôi, đừng có thở 18 tới 24 lần. Cái phương pháp tập thứ hai là phải nhờ cái người phụ giúp. Cái người giúp đó họ dùng cái bàn tay và khum lại như thế này, vỗ ở phía sau lưng của cái người bị đó, nó kêu bọp 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 như thế này nhưng mà nó không có đau. Nó làm cho cái đờm nó không có bám vào trong cái phế nang hoặc phế quản, nó động lại đó, nó làm tắc cái đường thở. Thì chúng ta vỗ lưng, chúng ta uống nước ấm thì nó sẽ làm lông đờm ra. Lời khuyên cho người bị viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD để giảm nhanh đàm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và ngăn ngừa biến chứng bệnh, thường xuyên tái khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, tập các bài phục hồi chức năng đường thở, giữ ấm cổ và ngực, môi trường sống trong lành, không khói bụi. Nên sử dụng sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen giúp 96,7% người dùng giảm nhanh đàm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng tại bệnh viện Nam California và bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, đăng trên tạp chí Thư viện Y khoa Hoa Kỳ. Xin mời phó giáo sư và quý vị cùng tiếp tục theo dõi tiểu phẩm của chương trình để xem rằng các nhân vật giải quyết tình huống như thế nào ạ. Bác sĩ nói là chị biết bệnh của chị rồi, ho mà kèm theo đàm, tái đi tái lại dai dẳng hoài như vậy đó. Nó là một cái triệu chứng điển hình là viêm phổi mãn tính hay là phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó COPD. Nó nghe nè, uống kháng sinh á, nó kiểu giống như là nó ghìm lại lúc đó thôi, nhưng mà nó sẽ không bao giờ hết, tại nó không có chữa trị gì hết. Nó sẽ tái đi tái lại. Đây, chính chị đây, chị uống à, giờ nó tái lại, giờ ho quá trời. Cái COPD nó là sát thủ vô hình Cho nên chính vì vậy cái bệnh nó cứ diễn tiến một cách rất là âm thầm. Kêu là sử dụng cái sản phẩm được chiết xuất từ cao lá hèn giúp giải quyết tận gốc nguyên nhân của bệnh. Mà mình phải sử dụng cái gì mà có được cái giấy cấp phép của Bộ Y tế nha, chứ đừng có mua ba cái trôi nổi à. Đây là một sản phẩm được chiết xuất từ cao lá hèn giúp 96,7% người dùng giảm nhanh đàm, ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Hiệu quả nha, đã được đăng trên cái tạp chí Y khoa Hoa Kỳ. Chỉ uống 5-7 ngày đi rồi đàm nó loãng ra liền. Người bệnh sẽ tăng ho, dằn cái cục mà chị cảm thấy khó chịu. Sau 30 ngày em nói chị nghe là bảo đảm là giảm ho, giảm đàm luôn. Ông này thiệt, bởi vì giờ này cứ ai lấy. Cảm ơn nha. Ôi ơi, lố số mà nghe tôi bệnh hoạn mà đem quà tặng tôi, cảm ơn. Mình phải xài cái sản phẩm nào mà được chứng minh lâm sàng giống như vậy nè. Rồi qua đây đưa cho tặng quà, có gì nữa không? Thì 40 tuổi mà rủ gái đi chơi mà ế rồi. Nay nhà không có đám giỗ, tao qua phụ. Lát nữa em đem phần qua cho chị luôn. Dạ nhóm cho chị chúng ta là chi. Trẻ hoài à. Quý vị thân mến, và mong rằng với chương trình Bác sĩ ơi tại sao ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin sức khỏe hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay ạ. Xin được mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.